lê à, rất là vui được trở lại đây lần này và lần này thì cảm ơn chúa có cho phép được nhà tôi cũng được đến cùng với tôi nữa à, đó là một cái đạt ơn vô cùng quý giá mà Chúa dành cho tôi cũng gia đình tôi và có lẽ à, nhiều người cũng đã biết rồi à, nhưng mà nhiều người à, Ờ, chưa được biết nhà tôi thì tôi muốn uh, giới thiệu nhà tôi uh, đang ngồi phía sau. Tôi mời mọi người đứng lên để cho thể được biết nhà tôi. À, nhà, tôi uh, nhà, nhà tôi có mặt ở tại đây uh, trong cái đợt này rất là đặc biệt mà chú ban cho. Uh, thật ra thì uh, gần 10 năm qua thì uh, nhà tôi trước đây đã có đến uh, Mỹ nhưng sau này thì không có cơ hội đi và cũng chẳng còn visa nhưng trong cái đợt này thì chúng tôi cũng có việc đặc biệt trong cái gia đình của mình bởi vì con chúng tôi đã học bây giờ đã ra trường và đang tập sự ở tại cho Cha. hội thánh của mục sư nguyễn huy bân cháu học bổ sung thêm hai cái môn về chăm sóc thiếu nhi và hôn nhân gia đình và cháu đã hoàn tất vào tháng 12 vừa rồi và cảm ơn Chúa cháu được theo cái tiêu chuẩn một sinh viên du học thì được ở lại một năm theo cái tiêu chuẩn để có thể thực tập thì qua đó thì cháu cũng được ở lại ở tại Mỹ để thực tập thêm một năm nữa để uh, uh, sau đó thì uh, có thể trở về Việt Nam. Nhưng điều rất là đặc biệt nữa là cảm ơn Chúa ngày có thể trị uh, con tôi cũng uh, có cơ hội được uh, biết uh, một bạn uh, uh, gái được giới thiệu và sau đó thì uh, tìm hiểu và năm vừa rồi tôi qua làm lễ uh, uh, đến hôn dự kiến là tháng giêng năm này về Việt Nam để làm đám cưới nhưng rồi uh, cháu được ở lại thực tập cho nên không được phép ra vào uh, xứ Mỹ cho nên là uh, nếu ra phải về luôn chứ không được trở lại cho nên là vì lý do đó cho nên là uh, cháu được ở lại thực tập suốt năm 2019 này uh, cho nên uh, chúng tôi quyết định uh, qua đây để uh, uh, làm cái lễ uh, uh, phép giao cho cháu ở tại uh, uh, cho trà vào tuần tới đây. Và vì cái đó cho nên. Cũng rất khó cho nhà tôi có thể xin visa. Với cái lý do là. Con lập gia đình. Điều đó rất là rất khó có thể có visa được. Khi mà nói điều đó. Nhưng mà sau khi chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều. Và lên phỏng vấn thì. Nói chung là chúa có bày tỏ cho nhà tôi biết. Trước nhưng mà khi mà lên phỏng vấn. Nhà tôi cũng kể cả tôi cũng không có để ý cái cái điều mà Chúa tỏ bài và sau khi nộp hồ sơ xong xuôi rồi thì đi vào thì cái người phỏng vấn hỏi à, ông bà đi đâu, tôi nói đi đại hội, thế là không hỏi thêm câu gì nữa hết và ông cứ ghi ghi chép 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 cái gì đó rồi cái ông nói chúc mừng ông bà có cái visa và trước đó thì nhà tôi đã cầu nguyện rất là nhiều nhà tôi được chúa cho thấy ba lần à, là không biết cái gì mà thấy có một cái ông cao cao đứng mà ông ông dòm rồi ông ghi chép ông ghi ghi gì cái là ông đưa ra nhà tôi chỉ thấy vậy thôi không, không biết đó là cái gì và khi vô gặp y chang cái tình huống đó nhà tôi cũng không có nhớ ra tới chừng sau khi về nhà rồi tối lại thì nhà tôi mới nghe tiếng chúa nói rằng con vô tính nhà tôi nói con đâu có vô tính cái gì đâu chúa à, thì uh, chúa nói rằng ta đã tỏ cho con rồi mà con không có tin điều đó thì nhà tôi mới nhớ trực ra cái điều mà chúa đã tỏ ba lần như vậy nhà tôi mới nói con xin lỗi chúa vì có uh, không phải con vô tính nhưng mà con không nhớ cái điều đó con cũng không hiểu cái điều đó là chúa cho thấy cái sự việc xảy ra như vậy à. Uh, kết quả thì cảm ơn chúa chúng tôi có mặt ở tại đây chiều hôm qua uh. nhưng mà uh, trưa hôm qua nhưng mà điều uh, uh, không được uh, uh, hoàn toàn cho lắm là cái chuyến bay chúng tôi đi qua thì hành lý chúng tôi ký gửi không có được đi theo thì uh, hãng bay thì cho rằng quá tải cho nên không đem hành lý theo thế là giờ hành lý chúng tôi đang trên đường tới nhà chỗ một sư nguyên nhưng mà không biết tới chưa vậy thì cảm ơn chúa chúa cho có mặt tại đây và rất là vui vì có được trở lại với hội thánh và hội thánh chúa nhật này có một cái uh, cái uh, mục đích có một cái uh, uh, điều đặc biệt ở trong hội thánh của chúa đó là uh, lễ bổ nhiệm ba vị tân mục sư của hội thánh lai hao uh, rất là tuyệt vời sau rất là nhiều năm Hồi thánh chúa đã hình thành tại đây phát triển và duy trì à, tới bây giờ thì cảm ơn chúa thì ông bà mục sư nguyên cúc cũng chuẩn bị à, à, lui đi hay là về hưu đi và thế hệ kế thừa sẽ được à, tham gia vào trong cái hành trình này cho nên đó là một cái điều vô cùng đặc biệt và quý báu mà chúa ban cho. Và tôi thì cảm ơn Chúa sau 55 năm, xin lỗi, 50 năm hồi Chúa, 51 năm rồi. Thì tôi cũng đã lui rồi. Về cái việc mà lãnh đạo Hội Thánh Văn Toàn Việt Nam thì có thể kế thừa đó là một sư Đinh, Đinh Thanh Hùng và các mục sư khác đang lãnh đạo cái công việc Chúa tại đó. Và cảm ơn Chúa tháng ngày 9 tháng 11 vừa qua thì đã được chính phủ việt nam đã cấp giấy công nhận đăng ký sinh hoạt tín ngưỡng uh, uh, tôn giáo theo luật pháp của việt nam đã uh, có hiệu lực vào đầu tháng giêng 2010 uh, nghìn tám thì hội uh, uh, thánh văn toàn Vẹn là một hội thánh được hình thành từ cái uh, sự kiện mà Đức Thánh Linh Chúa tham viếng năm 1998, xin lỗi 89, 88, 89 và hình thành từ đó cho đến nay là được uh, uh, 31 năm rồi và Chúa cho hội thánh Anh toàn vẹn là một trong những cái hội thánh đầu tiên của tư gia hình thành uh, sau 30 năm đó thì Chúa cho được cấp giấy công nhận và giờ hội thánh uh, có được cái uh, cái quyền học pháp căn cứ theo luật và có thể mời được các diễn giả ở các nơi đến để chia sẻ lời Chúa và trong những ngày sắp tới thì hội thánh Chúa sẽ có một thế hệ mới dấy lên để làm công việc của Đức Chúa trời tôi thì lui và tôi còn quản nhiệm hội thánh ở Phước Hạnh, Thanh Đa thôi và tôi cũng đang chuẩn bị cho những mục sư kế thừa cho cái việc này nhưng mà có vài mục sư cuối cùng thì ai cũng lách hết trơn rồi. và tôi qua đây tôi thấy có ba vị mục sư kế thừa mục sư nguyên tôi tôi cảm thấy hơi 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 ghen ghen tị một chút ông sư thành công được có người kế thừa tôi ổ ai chịu kế thừa tôi hết rồi đi hết nhưng mà tôi tin rằng chúa sẽ cho amen À, cảm ơn Chúa và vì cái lý do đó cho nên uh, chiều hôm nay tôi muốn cùng chia sẻ uh, với uh, các uh, tân mục sư ở tại đây và đồng thời cùng chung với hội thánh Chúa chúng ta uh, suy gẫm về tầm quan trọng của cái chức vụ như thế nào. Theo như lời Chúa trong sách Cô Lô xe đoạn 4 câu thứ 17 chép như thế này. Rốt là hãy nói và chép rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Cái câu kinh thánh này cách đây 51 năm thì khi tôi đang học tại trường thờ học viện thì khi giáo sư dạy về cái môn học về Chúa thì giáo sư đó nói một câu rằng Tôi nói cho các thầy biết nha Nó rất là nghiêm túc Tôi nói cho các thầy biết nha Các thầy đến đây để làm gì Nếu mà các thầy đến đây Mà không được chú kêu gọi Thì xách vali đi về đi Nghe nói cái đó Mình cũng bị Bị sốc Khá nặng Trong phòng tôi có bốn Bốn người Thế là sáng hôm sau một người sách qua ly xin phép giáo sư đi về. Và tôi cũng bị rúng động rồi đó, tôi nói đâu biết chú kêu gọi là gì, biết chú có kêu gọi không, lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Làm sao? Thế thì tôi quyết định là kiên ăn cầu nguyện. Lúc bây giờ chưa có biết kiên ăn là gì hết á, nhưng mà tôi cũng quyết định kiên ăn cầu nguyện tìm kiếm chúa và đến ngày thứ ba thì tôi đang trên đường đi thì tôi đọc trong cái quyển lời đường sáng hàng ngày thì trong đó có câu kinh thánh này thì câu kinh thánh này nói rằng rốt lại hãy nói qua chip thì tôi đọc cái câu đó rốt lại nói với tôi tức là rốt lại hãy nói với võ văn lạc rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhận lãnh đã nhân danh chúa Jesus mà nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn thì cái lời đó nói như là rúng động ở trong cái tâm linh của tôi và đến nỗi tôi không chịu đựng được nữa và tôi đang trên đường đi tôi quay là cái 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 chuyến đi tôi quay trở lại và tôi lên trên cái phòng học vòng số 5. Tôi quỳ gối xuống và tôi cầu nguyện cùng Chúa với tấm lòng tan vỡ và tôi xác định được rằng phải đây là điều mà Chúa nói với tôi. Và từ đó thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho tôi đã hoàn tất được 5 năm học ở tại Thượng Viện. Bởi vì trước đó tôi đã học 4 tháng rồi, tôi không biết gì hết á không biết dầu rằng tôi là con đạo dòng tức là đi vòng 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 nhà thờ đó chứ đi vòng 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 ngoài sân. <laughs> chứ không có đâu gà từ thiếu nhi lớn lên thì lúc đó tôi học thánh kinh hè mấy cô à, à, giáo thầy giáo đi học à, cái bằng học à, mà thánh kinh đoạn kỳ hay là à, thánh kinh mà thông lãm này kia nào đó thì các thầy đã về mở lớp dạy thiếu nghi tôi nhớ lúc đó tôi nhỏ lắm thì các thầy cô hỏi nửa lớn các con làm gì tôi đưa tay lên là mục sư lúc đó không biết mục sư là cái gì đâu nhỏ xíu mà chưa tin chúa đâu mà mục sư gì nhưng mà tôi nhớ cái việc đó và chúa cũng ghi biết cái điều đó nữa cho nên khi năm 9 tuổi thì tôi đã run rẩy sợ hãi mà tiếp nhận Chúa là cứu chúa của mình một cách cá nhân và cảm ơn Chúa đúng như điều Chúa đã thương xót, Chúa chọn, Chúa kêu gọi và tôi đã được đi học khỏi lời của Chúa và qua câu kinh thánh này làm hành trang cho tôi, làm hành trang cho tôi để cho tôi tiếp tục tiến bước trong con đường hầu về Chúa hơn 50 năm qua. Bằng không thì ngã lòng rồi. Bằng không thì bỏ cuộc rồi. Có nhiều điều rất là nguy khốn xảy ra. Đe dọa đến tánh mạng. Sự cám dỗ trong thế giới. Gặp phải nhiều điều khó khăn. Ngay cả trong thời chiến tranh. Hoặc là những cái thời kỳ mà đầy sự đói nghèo nhưng mà cảm ơn Chúa lời này đã gắn bó với cuộc đời của tôi và vì lý do đó cho nên cảm ơn Chúa được đeo đuổi cho đến ngày hôm nay và tôi mong ước rằng tôi phải làm sao cho thật trọn chứ không thể bỏ dở dàng nữa chừng nữa và tôi tin rằng Chúa ngài cũng đã uh, cho đứng ở trên sự xác định của lẽ thật lời của Đức Chúa Trời mà tôi bước đi với Chúa cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa điều đó. Trong kinh thánh episode đoạn 4 câu thứ 11 đã cho chúng ta thấy lời của Phaolô nói rất xác quyết rằng ít nhất có năm chức vụ trong hội thánh. Chức vụ sứ đồ, chức vụ tiên tri, chức vụ thầy giảng tin lành, chức vụ mục sư và giáo sư có năm chức vụ và mỗi chức vụ đều có cái quan trọng của từng chức vụ đó rất là quan trọng cho từng các chức vụ khác nhau ngoài ra có những cái chức vụ mà gọi là phục vụ đó là những cái ơn phục vụ khác nhau trong các cái ơn mà Chúa ban cho phục vụ hội thánh phục vụ các cái lãnh vực khác nhau trong cái công việc hội thánh nhưng mà nếu nói về chức vụ thì có năm chức vụ này và năm chức vụ này đều có cái tầm quan trọng của nó và buổi chiều hôm nay thì chúng ta mừng và chứng kiến việc mà công lễ công bố à, các tăng mục sư nhậm chức của cái mục vụ của mình... Thì tôi muốn nói đến... Cái tầm quan trọng của... Cái chức vụ đó... Để không những là... Nhắc nhở tôi... Nhưng mà cũng có thể... À, chia sẻ... Cái tầm quan trọng này... Cho các tân mục sư... Hầu cho... Chúng ta có thể là có thể nói là nắm bắt được và chúng ta sẽ được gắn bó mật thiết hòa nhập và đồng hành với Chúa trong cái chức vụ thiên liêng cao quý này để phục vụ được chúa trời vì đây là một thiên chức cao quý nhất ở trên thế giới này chứ không phải là một cái chức vụ tầm thường dâu rằng ngoài xã hội có những cái chức vụ to lớn nằm trong tầm vóc của một quốc gia hay là của thế giới nhưng tất cả những chức vụ đó rất là tầm thường nhưng chức vụ mục sư chức vụ đó được gọi là thiên chức hay là chức vụ từ thiên thượng mà Chúa ban cho nó quan trọng hơn tất cả những chức vụ khác ở trên thế giới này Tôi nhớ có một lần tôi nghe một mục sư giảng và nói rằng khi người ta đề nghị nhà truyền giảng Billy Graham ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ thì được kể lại rằng ông ta nói tại sao quý vị lại đề nghị tôi xuống chức Tổng thống của huế thì còn tổng thống nào bằng trên thế giới này nữa nhưng mà ông vẫn tiếp tục làm cái chức vụ mục sư truyền giảng cho đến khi ông về vô chúa và bây giờ con của ông tiếp tục run linh raham tiếp tục với chức vụ đó đúng là một thiên chức cao quý mà Đức chúa ra bàn cho và cái tầm quan trọng của cái chức vụ cao trọng này cần điều đầu tiên cần phải xác định đó là cần phải xác định chắc chắn về sự kêu gọi từ thiên thượng sự kêu gọi từ đức chúa trời sự kêu gọi từ đấng thiên liêng cao cả nhất của cả cái vũ trụ này để làm công việc mà chính ngài muốn sử dụng người đó cho mục đích của Ngài Thật sự nó quan trọng Rất quan trọng Bởi vì sao Bởi vì vua của muôn vua Chúa của muôn chúa Là chúa của tạo hóa vũ trụ Là chúa của cả trời và đất này Kêu gọi một người Ở trong thế giới loài người Đứng vào trương vị của một chức vụ Để phục vụ cho vua tối cao Vua muôn vua Chúa muôn chúa Đời đời vô cùng Há chẳng quan trọng sao rất quan trọng, cực kỳ quan trọng vì cái đó cho nên người mà muốn bước vào trong chức vụ này, thực hành chức vụ này cần phải xác định cho chắc chắn về sự kêu gọi này. Giống như tôi nói khi giáo sư dạy tôi năm 1968, ông nói rằng nếu các thầy đến đây mà không được sự kêu gọi sách vali về đi và có người đã sách vali về, và tôi đã hạ lòng suốt tôi tìm kiếm chúa về sự kêu gọi và xác định được sự kêu gọi của chúa và chúng ta cần phải nhận biết rằng một mục sư được cả hội thánh công nhận một mục sư được cả một cái hệ phái của tầm cỡ công nhận đó không phải là tầm thường vô cùng cao trọng bởi vì sao bởi vì chính đức chúa trời đấng tối cao đang chọn đang kêu gọi đang biệt riêng người đó để làm công việc của sứ mạng thiên thượng mà chúa giao cho vô cùng quan trọng vì vậy cho nên cần phải xác định được sự kêu gọi của ngài lời của chúa ở trong sách tin lành Giăng đồng mười câu mười sáu nói rằng ấy chẳng phải các ngươi chọn ta bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi làm gì đi và có kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn phải không phải chúng ta chọn chúa đâu nhưng mà Chúa đã chọn chúng ta. Phao lỗ nói rằng tôi từ khi còn trong lòng mẹ thì Ngài lại lấy ơn địa Ngài gọi tôi rồi. Một người Chúa đã chọn thì Chúa gọi mà người đó không biết mình đã được chúa định sẵn cho sự kêu gọi cho chức vụ này rồi thật sự cái chức vụ mục sư không phải để làm giàu có không phải để được tiếng tâm không phải để được người đời tôn trọng cũng chẳng phải là cái gì nó danh giá hơn là các cái uh, việc của thế giới loài người vật chất này nhưng thật sự nó cực kỳ có giá trị và ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì đấng thiên liêng cao cả đời đời kêu gọi một con người tạm thời ngắn hạn dưới đất này để làm công việc đời đời của Đức Chúa Trời. Há chẳng quan trọng sao? Nếu cuộc đời làm một cái công việc gì trên đất này 7, 80 năm, 8, 90 năm rồi cũng kết thúc. Nhưng đó là công việc của tạm thời rồi nó qua đi. Nhưng được kêu gọi vào trong chức vụ, nó còn lại vĩnh cửu đời đời. Vĩnh cửu đời đời. Được đồng hành với Chúa, được phục vụ vua cao cả. Thật sự rất là tuyệt vời bởi ân điển mà Chuyên Chúa dành sẵn và ban cho. Không phải bởi muốn mà được nhưng bạn bèn là bởi ý chỉ tốt lành của ngài đã định sẵn cho người đó được bước vào trong cái công trường thuộc linh vĩ đại mà đấng cao cả là đi chúa trời đã định cho người đó chọn người đó kêu gọi người đó đưa người đó vào trong chư phụ ông Luther đã công bố rằng nếu không được kêu gọi thì hãy tránh tòa giảng như tránh lửa của địa ngục không phải muốn đứng lên tòa giảng rồi muốn kiểu gì đó là kiểu nếu không được sự kêu gọi không được sự đặt để không được sự thừa nhận của chúa của hồi thánh đức chúa trời thì không phải muốn mà được Bèn là ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Phao Lô nói rằng tôi từ khi còn trong lòng mẹ Ngài lấy ân điển gọi tôi biệt riêng tôi ra rồi Và trong khi đó thật ra cuộc đời của ông chúng ta thấy là kẻ bắt bớ hội thánh tôi Không đáng tồn tại Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa đã lấy ân điển Ngài gọi ông Và ông nói rằng khi Chúa gọi ông thì ngay lập tức ông không bàn đến thịt và huyết ông sẵn sàng nói với chúa rằng lại chúa có con, con đây con phải làm gì và chúa nói rằng hãy đi đến đó đi người ta sẽ chỉ cho ngươi biết điều gì ngươi phải làm một người được sự kêu gọi của chúa đó là một sự kêu gọi tỏ tường chắc chắn xác định một cách rất là rõ ràng để bước đi phục vụ ngài sau khi tôi học 2 năm ra trường tập sự 1 năm, mới ra trường tập sự 2 năm. Sau khi tập sự 2 năm thì tôi được bàn giao cho một người kế thừa để tôi về trường tốt nghiệp. Thì cái người kế thừa tôi đó cũng sau 2 năm thọn viện ra. Và sau đó thì tôi nghe lại một điều tôi rất là kinh khủng. Tại vì cái người kế thừa tôi đó có võ, có võ thuật. À, ở vùng sâu, vùng xa mà. Cho nên Chúa Nhật, ông nhóm là ông giảng, chờ Thánh xong rồi ông dẹp hết băng ghế qua ông bên ông, để cái nhà thờ đó làm cái chỗ để ông dạy võ thuật. <laughs> Thật là kinh khủng. Và sau đó thì coi như là, ông đã biết mất khỏi cái công trường thuộc linh, mà không biết đâu nữa. Chúa Trời kêu gọi ông về, Chúa Trời, vào trong nhà thờ đứa ra tờ giảng giảng Và ông dẹp hết ba cái nhà thờ Rồi ông mở cái vỏ đường dạy võ thuật Ở trong đó thì còn gì là cái chức vụ thánh Còn gì là cái sự tôn trọng Chúa Còn gì là Là phục vụ đấng vua của vua chúa Vua chúa Vì vậy cho nên Cái người Mà được Chúa kêu gọi bước vào Trong chức vụ này Thì chúng ta thấy rằng cần phải nắm biết chắc chắn cái điều mà Chúa kêu gọi để người đã bước đi và phục vụ đi chưa thầy. Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh đã ràng buộc ông đi đến thành Jerusalem và ông cũng nói rằng Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi từ thành này qua thành khác có sự hoạn nạn đang đợi tôi ở tại đó nhưng tôi không nản không lui và tôi cứ tiến tới bởi vì Chúa đã kêu gọi tôi, Ngài đã bắt lấy tôi, Ngài đã giật lấy tôi và tôi quên tất cả mọi sự đằng sau, bước theo sự đằng trước để giúp được giải vừa sự kêu gọi trên trời. Mọi người có sự kêu gọi chắc chắn của Đức Chúa rồi, dầu cái sự nguy hại đang ở trước mặt, dầu rằng có những cái tình huống thật sự giống như là cái sự chết đang ở phía trước mặt nhưng người đó không lui người đó được đức thánh linh phê chuẩn đức thánh linh ràng chặt người đó đức thánh linh cầm giữ người đó đức thánh linh hướng dẫn người đó để người đó đi theo tiếng gọi từ thiên thượng để phục vụ vua mua vua và chúa mua chúa Alleluia, cảm ơn Chúa. Vì vậy thưa quý bạn cho em, không phải chỉ là những người mục sư mới được Đức Thánh Linh ràng buộc người đó hay là cột chặt người đó hay là cầm giữ người đó để người gì đó thăng tiến đến đời sống phục vụ Chúa mà thôi, nhưng mà kể tất cả con dân của Ngài. Tất cả chúng ta là con dân của Chúa Khi chúng ta nhận lấy ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời Để chúng ta ăn năn tin nhận Chúa Giêsu là cứu chúa mình Thì ngay lập tức Đức Thánh bước vào Đức Thánh tái sanh Đức Thánh đã ứng chứng Đức Thánh lên dẫn dắt mỗi một chúng ta Để bước đi theo Chúa của chúng ta Ngài cầm giữ chúng ta khi chúng ta mắc phải lỗi lầm thánh linh nhắc nhở chúng ta để hạ lòng an năng. Khi chúng ta gặp phải khó khăn chỉ chính thánh linh của Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta rằng đường đây con hãy nói theo. Khi chúng ta đối diện với những cái năng đầy nghịch cảnh đôi khi chúng ta nản lòng thì chính thánh linh là thần yên ủi, yên ủi chúng ta và chúng ta sẽ vượt qua khỏi những cơn sóng gió ba đạo của trần gian này. Amen hỡi anh chị em cảm ơn chúa chúng ta có đức tin lên ràng buộc chúng ta trong cái con đường bước đi theo chúa để phục vụ ngài và tôi cầu xin Chúa ngày ban cho ba vị tăng một sư nhận nhiệm vụ của mình nhận một vụ mới mà Chúa giao cho qua chức vụ của sư quản nhiệm ở đây thì xin Chúa cho quý vị xác định chắc chắn về sự Chúa kêu gọi mình và khi xác định chắc chắn đó Chúa không bao giờ lìa và không bao giờ bỏ quý vị Đức Thánh Linh tiếp tục ở cùng quý vị Thánh Linh ngài cầm giữ quý vị ngài dẫn dắt ngài hướng dẫn quý vị để quý vị có thể hoàn tất được sự kêu gọi thiên thượng ở trước mặt được cho sai đừng rời bỏ thanh linh đừng cậy cái sự khôn ngoan tri thức của mình mà xa lạ đối với đức thanh linh vì đức thanh linh là thần khôn ngoan thần thông sáng thần hiểu biết thần mạnh sức thần đầy quyền năng để cầm giữ dìu gì, dắt ban ơn giúp đỡ và trang bị chúng ta các ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta phục vụ cái chức vụ mà Chúa kêu gọi chúng ta. Hãy khao khát, hãy khao khát để nhận được những gì mà đấng kêu gọi trang bị cho chức vụ để có thể làm tốt được những công việc lớn lao của Ngài. Điều thứ hai, tầm quan trọng của chức vụ ở ngoài hiện trường sự kêu gọi xác định chắc chắn đó là bên trong cá nhân riêng tư giữa mình với chúa nhưng cái chức vụ tầm quan trọng chức vụ công khai giữa hội chúng giữa cộng đồng là điều cực kỳ quan trọng nếu chúng ta ra giữa cộng đồng mà không được chúa sai phái thì không ít gì hết nếu chúng ta ra giữa cộng đồng mà không nhận được sự sức giàu từ nơi Chúa để phóng thích năng quyền của Thiên Thượng cho thế giới cộng đồng bên ngoài thì chúng ta như đồng kêu lên chập trọ vàng tiền. Chúng ta không phải là nhà diễn thuyết, chúng ta cũng không phải là một cái giáo sư của trường đời. Chúng ta cũng chẳng phải là những người có tài hùng miệng để có thể thuyết giảng những cái uh, kiến thức của đời này ra giữa cộng đồng biết bao nhiêu những cái môi trường khác nhau biết bao nhiêu những nhân tố khác nhau biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh khác nhau biết bao nhiêu những cái đối tượng có những năng đề khác nhau nếu không bởi thánh linh của đức chúa trời ban cho không bởi đức thánh linh đức chúa trời sức giàu và tuôn đổ năng quyền của ngài không thể nào đáp ứng được phần nhu cầu tâm linh hay là nhu cầu thuộc linh thiên liêng cao cả từ Chúa cho hiện trường, cho cộng đồng. Một mục sư không phải luôn luôn là ở trong cái phòng riêng, cũng phải luôn luôn ở trong cái chỗ mà tìm kiếm Chúa mãi. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ đem ra, khi Ngài kêu gọi ngài chọn lựa thì ngài sẽ làm cho chức vụ người đó được tỏ tường ra giữa công chúng được tỏ tường ra giữa mọi người được tỏ tường ra giữa dân sự của đức chúa trời và thế giới ngoại đạo để ngài muốn chứng minh cho mọi người biết rằng đây là người chúa chọn đây là người chúa lập đây là người thay mặt cho chúa để công bố những điều mà chúa đã truyền cho thế giới này Chúng, làm điều đó. chúng ta thấy rằng môi xe là một người sanh ra trong một cái hoàn cảnh một cái thời kỳ đen tối và giống như ông sanh ra một cái thời kỳ để chịu giết thôi chịu chết thôi bởi vì cái luật của Egypto bây giờ, người Hebrew mà sanh con trai thì bị bóp, bóp mũi mà chết hoặc là phải giết chết chứ không được tồn tại. xe là ra đời trong cái môi trường đó. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời có chương trình ra đời sống xe cho nên nó không chết được, dầu trong cái luật chết đã áp dụng rồi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch kỳ diệu và lạ lùng không những ông không chết mà ông được vào ngay trong cung đình của yếp tô được làm con của công chúa của yếp tô để rồi học tất cả mọi sự khôn ngoan thông thái của yếp tô để sau này trở thành người lãnh đạo dân sự của đức Chúa rồi ra khỏi yếp tô và dẫn họ đi vào trong cái công trường vĩ đại mà đức Chúa rồi đã bàn cho và ông ra đi với quyền phép của Đức Chúa Trời Chúa kêu gọi ông từ bên trong Nhưng khi ông ra hiện trường Chúa kêu gọi ông từ nơi chỗ riêng tư Nhưng khi ông đối diện với quần chúng Ông đối diện với cộng đồng Thì quyền năng dấu kỳ phép lạ đã minh chứng cho rằng Ông là người Đức Chúa Trời chọn và xài ra Và đã giải phóng dân sự Đức Chúa Trời ra khỏi nhà nô lệ Và cho dân sự của Đức Chúa Trời trải nghiệm biết bao nhiêu dấu kỳ quyền phép lạ mà vừa chưa từng có xảy ra trong đời của các vị tiên tri nào hay là các vị lãnh tụ thuộc linh nào trong lịch sử kinh thánh của Chúa. Khi ông ra hiện trường, thật sự đối nội, đối ngoại rất là nan đề. Nhưng ông luôn luôn nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa Và ông đã gắn bó mật thiết với Chúa Vì cái đó sự sáng láng vinh hiển Nó rạng rỡ qua hương mặt của ông Đến nỗi khi ông đã đối diện với dân sự Ông phải lấy lớp che lại Vì có sự vinh quang của Chúa phản ánh của ông Một cách rất là kỳ diệu và lạ lùng vì vậy cho nên tầm quan trọng của chức vụ một người xác định Chúa kêu gọi thì người đó sẽ được Chúa ngài sức dầu ngài ban ơn ở giữa cái công chúng ở giữa cái môi trường chung quanh thì sẽ bày tỏ được ánh sáng sự sống cho thế giới tầm tội và đưa dân sự của Chúa vào trong nơi phước hạnh đượm sữa và mật. Ngày nay dân sinh được tồn tại trên xứ sở đó là chúng ta thấy chính chúa dùng tay của mô xe dơ ra với biết bao nhiêu quyền năng phép lạ đó để rồi cái hậu duệ của thời đại mà mô xe đem ra khỏi nhà lô lệ đó bây giờ họ trở thành một dân tộc bậc nhất trên thế giới này thưa các mục sư các vị rồi đây sẽ đối diện với một mục vụ riêng của mình khi được ủy thác. Tôi xin Chúa Ngài ban cho quý vị thật sự khi đối diện công khai, khi đối diện với hiện trường, khi đối diện với mục vụ mà quý vị nhân danh Chúa nhận lãnh, thì xin Chúa cho các vị sẽ được mặc lấy ơn càng thêm ơn mặc lấy quyền năng càng thêm quyền năng mặc lấy sự sĩ giàu càng gia tăng thêm sự sĩ giàu mặc lấy cái sự ban cho của chúa càng ngày càng thêm càng hơn giống như lời của chúa nói rằng môi xe bởi luật pháp mà đến còn đấng christ bởi lẽ thật mà đến và trong đấng christ chúng ta được ơn càng thèm ơn để phục vụ được chúa trời để góp phần làm vinh hiển danh của chúa vì vậy cho nên Ông Phaolô đã khuyên cái người trẻ tuổi là giám mục Timothy rằng con đã được ơn bởi sự đặt tay của các trưởng lão và con cũng đã nhận được ơn bởi nhận lãnh được ơn bởi sự đặt tay của ta. Vì vậy, con phải siêng năng, con phải học tập, con phải rèn luyện con phải khôn khéo con phải nghĩa là gần gũi với lời của đức chúa trời và chính con sẽ trở thành cái người thành công trong cái chức vụ học vị chúa và cảm ơn chúa timothy làm người trẻ tuổi đã nhận được cái sự dẫn dắt của người lãnh đạo thuộc linh đó và ông đã trở thành một cái giám mục rất là nổi tiếng kế thừa các sứ đồ để phục vụ cho vương quốc Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa Ngài ban phước cho Để rồi các vị tân mục sư Sẽ trở thành những người nhận lãnh được Cái sự sức giàu từ nơi Chúa Nhận lãnh được ơn và quyền năng từ nơi Chúa Để đi đến đâu thì quyền năng của Ngài được phóng thích tới đó Đi đến đâu thì sự ban cho của Ngài Được mạnh mẽ đến đó và được tỏa sáng đến đó Bởi vì Chúa Ngài ở cùng người Ngài đã chọn Kêu gọi ở cùng người đã vân phục Ngài bước ra đi Thì chính Ngài sẽ không ngưng mà làm ơn trên những người ngài đã sai phải chúng ta thấy ngay cả trong thời tiên tri một trong những hình ảnh mà tôi muốn đưa ra để cho tất cả chúng ta được nhìn thấy ở tại đây elise là một người nhà nông Ông là một người đứng cài trên đôi bò của thứ 10 trong cái gia đình của ông. Có nghĩa là gia đình của ông khá nhiều đất đai, khá nhiều cái vùng để mà khai thác khoáng sản hay là khai thác những cái lợi tức từ nơi các cái đồng ruộng hay là các cái trang trại của mình. Nhưng khi Eli đi ngang qua quăng cáo tròn trên ông Thì ông lật đật ông chạy theo sư thầy Để cho tôi về Tôi từ giả nhà tôi Tôi sẽ theo thầy Eli nói rằng Ngươi cứ làm điều ngươi ta có nào làm cho chi cho ngươi đâu Và Elise đã dứt khoát Sẽ bò trẻ cài Nấu đại thiệt Các Tân nhân của mình hay là những bạn bè của mình từ giả về đi theo Eli và ông đã học tập học tập rất là nhiều từ nơi này đến nơi khác và cái điểm cuối cùng đó là ông có một cái khát vọng làm sao để nhận được sự sức giàu từ nơi Chúa của thầy mình một cách bội phần Chính vì cái đó cho nên ông đeo đuổi không có bỏ cuộc. Bạn học của ông cũng đầy đó nhưng không ai quan tâm, không ai khảo khác gì. Nhưng Elise đã đeo đuổi theo thầy mình cho đến cuối cùng. Và ông thầy cũng biết được điều đó. Và ông thầy nói với Elise rằng, thôi được rồi, ngươi muốn ta làm chi cho ngươi trước khi ta được cắt lên. Thì Elise nói rằng nguyện xin thần của thầy cảm động tôi cách bội phận. Elie quay mặt qua người học trò của mình nói: người xin cái điều này bộ khó rồi nha. Nhưng mà thôi rõ ràng dứt khoát điều này chứ không có dụ dữ ở đây. Nếu mà khi ta cất lên rồi đó người được còn mà không là không được gì, không phải trả lời gì hết. Và khi ông thầy được Chúa đem xe lửa ngựa lửa lên thì áo tơi ông rớt xuống, chỉ có cái áo thôi. và khi ông Elise này thấy cái áo tơi của ông thầy của mình rớt xuống và ông cầm nắm cái áo tơi đó Ông kêu lên, cha tôi, cha tôi, xe và ngựa lửa của Sơn, ô cha tôi, cha đi rồi còn để lại có chiếc áo không à mồ hôi một kê không đúng có mồ hôi một kê chứ mà không đây là điều chúng ta thấy elise làm ông quay trở lại bờ sông vô đằng ông nhớ lại lúc nãy thầy của mình cầm cái áo đập xuống sông mà gieo va tới chưa sợ ở đâu Xong rẽ ra hai thầy trò đi qua thế thì ông trở lại mới mà mới mới được chuyển giao cái chức mà cho nên ông cầm cái áo suy nghĩ giờ làm sao đây lúc đó thì chưa có câu kinh thánh đó rằng trò không hơn thầy tớ không hơn chủ <laughs> trò được với thầy cũng đủ rồi và lúc đó chưa có câu người thánh đó Cho nên bây giờ Thôi giờ ông làm cái điều Bắt trước theo thầy của mình Thầy làm sao mà làm vậy Đấy ông cảm bảo tôi Ông đập xuống Giờ phải thức chút rồi Quê ở đâu Wow Mắt ra thấy Wow nước sông vô ra Rẽ ra rẽ ra rẽ ra Wow và kể từ đó ông đã thật sự để nhận được sự chuyển giao không phải trên giấy tờ không phải trên bút sách nhưng mà trên hiện trường trên học theo thầy thấy thầy làm gì cũng mềm mại và học tập điều đó và chúa ngài đáp ứng cho cái sự trả lời cho cái sự học tập này đẹp lại xảy ra và kinh thánh cho chúng ta biết rằng không phải ly ly vỗ ngực mà xưng tên với mấy trăm học trò còn lại đó nè nhớ nha ta đã được thầy ta chuyển giao rồi đó nha các ngươi không phải muốn nói gì nói nha không cần nói cái điều đó nhưng mà các học trò đứng bên này xong vô ranh wow nhìn thấy nhìn thôi thấy thôi wow thân của eli đã ở trên elixir rồi họ sắp mình xuống và bắt đầu họ suy phục Elise bởi vì cái sự sức giàu đúng từ đã đức chúa trời qua eli đã chuyển đến Elise và tại hiện trường đó Elise đã làm vô số các phép lạ nhiều hơn lớn hơn thầy của mình nữa bởi vì cớ Elise đã nhận được sự sức giàu một cách gấp đôi từ nơi Chúa qua cái tấm lòng đói khát đeo đuổi cho nên kỳ được mà thôi. Amen. Thì Nguyễn xin Chúa ban cho các tầng một sự nhiệm chức trong cái các cái mục vụ tới đây sau thì giờ này. Xin Chúa cho quý vị Hãy có một lòng đói khát sâu xa Sự sức giàu từ thiên thượng Sự ban cho của quyền năng dấu kỳ phép lạ Đức Thánh Linh đã ban cho rồi Ở trong Côn tôi Nhất Động mười bốn Ngài đã ban cho rồi Các ơn tứ thuộc Linh đã trang bị rồi Đức Thánh Linh đã đổ xuống Trên 120 môn đồ Và liên tục tới ngày hôm nay Ngài vẫn còn tiếp tục đổ xuống Hỡi các tôi tớ của Chúa Hỡi dân sự của Ngài Xin Chúa cho chúng ta Lấy đức tin mà đón nhận điều đó Hãy làm theo những điều Thầy của mình đã làm Chúa Giêsu nói ta là Thầy Các người Hãy làm như những gì ta đã làm cho các người. Tôi tin chắc rằng chúng ta hãy khiêm nhường, mềm mại, tin cậy mà thực hiện những điều Chúa đã dạy dỗ. Chúng ta sẽ nếm trải được nhiều quyền năng lớn lao chính Chúa đã dành sẵn và ban cho. Cảm ơn Chúa. Câu Kinh Thánh của Cô Đô Sê đoạn 4 câu thứ 17 chép rằng Rốt lại, Hãy nói với mỗi một người chúng ta hãy nói tên của mình rút lại hãy nói với lạc hay là quý vị nói tên của mình đó. Hãy cẩn thận về chức vụ mà con đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật tròn vẹn. Điều cuối cùng ở tại đây tầm quan trọng của chức vụ đó là làm thật tròn vẹn, làm cho thật tròn vẹn, không phải nói mà làm. Nhiều người bước vào trong trường diệu nói nhiều lắm mà không có làm. Góp ý nhiều lắm. Xây dựng mà. Nhưng mà không kém cái phần có một chút xíu men của cái sự phê phán hoặc là lơ đã, đã. Không. Tầm quan trọng của cái chức vụ là làm cho thật trọn vẹn chứ không phải nói nhiều. Amen. Làm, làm, làm và làm. Chúa nói là các ngươi thấy ta làm sao thì các ngươi hãy làm vậy. Amen. Các sứ đồ của Chúa làm, tiếng cải Chúa làm và vô kỳ viên năng phép lại xảy ra. Các sứ đồ thấy Chúa đặt tay, Chúa bảo các ngươi hãy đặt tay, các sứ đặt tay, các môn đồ đặt tay, việc đó là xảy ra. Amen. Phép lại xảy ra, làm, làm cho thật trọn vẹn. Xin Chúa đừng để cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của chức vụ là nói không không phải thuyết pháp nhưng mà làm làm cho thật đầy đủ làm đi Chúa sẽ quần, dùng quyền năng phép là cặp theo mà làm cho vững cái đạo chúng ta nói em em đôi khi chúng ta nói quá nhiều nói quá hay lý thuyết trên mây trời nhưng mà trên đất này trong rỗng hạt à. Trong khi đó Chúa từ trời, Chúa đem ở trên trời xuống dưới đất này, Chúa trao vào tay của chúng ta để rồi các ngươi hãy làm như ta đã làm. Ai tin ta và làm việc ta đã làm thì sẽ làm lớn hơn nữa. Amen. Làm, làm, hãy siêng năng mà làm chứ đừng đừng có làm biện Hãy siêng năng, hãy sốt sắng làm. Nếu không đủ sức lại Chúa thêm sức cho con để con có sức để làm nếu một lúc nào đó đang mệt mỏi ngã quỵ thì Chúa ơi xin dựng đầu con dậy để con có thể làm những người lãnh đạo sai người khác làm chứ mình không muốn làm nhưng mà Chúa nói không hãy đi và làm những điều và các người thấy ta làm ta làm để làm gương cho các người. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi gọi ta là thầy là chúa, ừ. phải đúng rồi. Các ngươi gọi phải đó, nhưng mà hãy làm như ta đã làm. phải xin Chúa cho tôi và tất cả các tôi con của Chúa hãy làm hơn là nói, hãy thực hành hơn là ba hoa của cái môi miệng bèn là hãy hành động một cách rất là nhiệt tình là một cách rất là siêng năng sốt sắng bởi vì người nào siêng năng sốt sắng sẽ không có thiếu mất hoa lợi của mình đâu trong sách truyền đạo đã nói rằng vừa sáng sớm hãy gieo giống người rồi buổi chiều làm gì buổi trưa làm gì nữa buổi chiều chớ có nghỉ tay phải làm luôn chớ có hề mệt mệt vì ngươi đâu có biết cái giống nào nó sẽ mọc lên giống này hoặc giống kia hoặc cả hai đều mọc lên cho nên hãy làm từ sáng sớm làm cho đến chiều cũng làm tối cũng làm và nếu nửa đêm mà con cái chúa nói thầy ơi mục sư ơi cầu nguyện cho tôi thì đừng có lè nhè mà hãy dạy làm đi cầu nguyện đi giải cứu chữa lành đi chứ đừng có nói giờ này mà sao đánh thức tôi phiền quá em biết là tầm quan trọng của chức vụ hầu vì đức chúa trời là làm chứ không phải nói thực hành thực hành những gì mà chúa truyền dạy thực hành những gì mà chúa đã làm và tôi tin chắc rằng khi chúng ta làm như vậy thì sẽ được trọn vẹn những điều mà chúa muốn chúng ta làm dầu chúa dạy rằng môn đồ không hơn thầy nhưng môn đồ được trọn vẹn môn đồ không hơn thầy tớ không hơn chủ môn đồ được như thầy cũng đủ rồi Môn đồ được như thầy cũng đủ rồi Chúng ta có những người thầy Là những người lãnh đạo thuộc linh trước chúng ta Những người lãnh đạo trước chúng ta Có thể chúng ta Trên cái nguyên tắc chúa nó môn đồ không hơn thầy Tớ không hơn chủ đúng Nhưng mà chúa đã mở cho tôi vào quý vị chìa khóa rồi trên một cái nguyên tắc nào đó trò không hơn thầy tớ không hơn chủ nhưng mà câu kinh thánh chúa cũng nói rằng môn đồ được như thầy là đủ rồi nhưng mà làm sao để được như thầy kinh thánh ở trong ma chưa đoạn 6 câu thứ 40 nói rằng nhưng môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình môn đồ được trọn vẹn sẽ bằng thầy mình wow Tôi đọc câu này tôi thích quá Ai không muốn giống như thầy của mình Ai không muốn uh, có ơn như thầy của mình Ai không muốn được như uh, Có cái sự mà dẫn dắt của Chúa như thầy của mình Để học về Chúa Vâng ai cũng muốn được điều đó Thì Kinh Thánh ở đây nói với chúng ta rằng Môn đồ được trọn vẹn Thì sẽ bằng thầy mà Trọn vẹn đây trọn vẹn cái gì làm sao là hoàn hảo trọn vẹn được Có người không có ai Mà không có thiếu sót Vâng đúng vậy Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Paulo nói như thế nào Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho Không phải tự hào gỗ được xưng tới là tôi làm được tất cả mọi điều Nhưng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho Nên tôi mới làm được Và tôi làm được Và tôi làm cách trọn vẹn như vậy Thì bằng thầy của mình rồi Amen Chúa rất là vui lòng Chúa không có phải mặc cảm khi Chúa thấy quê Bởi vì học trò nó giỏi hơn mình Chúa có điều đó đâu Trong văn đoạn 14 câu thứ 12 Chúa nói rất rõ ràng Kẻ nào tin ta sẽ làm việc ta làm và làm Làm gì? Làm vừa vừa thôi Đừng có làm quá cái 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 điều mà ta đã làm nha Đừng có làm hơn cái điều ta làm nha Không phải vậy Nhưng mà Chúa muốn cho môn đồ của Chúa làm gì? làm hơn những cái điều Chúa làm kìa. Đó là Chúa muốn chứ không phải chúng ta muốn. Nhưng mà chúng ta tin Chúa thì qua Thánh Linh Chúa bên trong chúng ta, chúng ta sẽ làm được những điều Chúa muốn chúng ta làm. Và Ngài sẵn sàng cho chúng ta làm hơn những điều Chúa muốn chúng ta làm nữa. Vì vậy xin Chúa Ngài cho tôi và tất cả quý vị con dân của Chúa và nhất là ba vị tân mục sư nhận lấy một vụ riêng mà lãnh đạo một sư nguyên đã quy thác cho quý vị trong giờ này đây xin chúa cho quý vị làm làm thật trọn vẹn những gì thầy của mình giao những gì lãnh đạo của mình giao hãy làm cho trọn đừng có làm tùy hứng nha thích thì làm không thích thôi đừng có làm giữa chừng rồi bỏ cuộc cái thôi thầy ơi mệt quá thôi việc quá ông trả lời cháu tôi không làm nữa đâu không phải vậy anh em ơi bởi vì sao bởi vì anh em đã được trước kêu gọi anh em phải cẩn thận làm điều này bởi vì sao bởi vì anh em nhận lãnh từ nơi chúa từ nơi chúa chứ không phải từ nơi có người Chúa thông qua lãnh đạo thuộc linh để mà chuyển giao cho chúng ta, thì chúng ta nhân danh Chúa mà nhận lãnh thì chúng ta phải làm cho thật đầy đủ, thật trọn vẹn để danh Chúa được vinh hiển cả sáng và đúng như lời Chúa nói rằng Ta lập các ngươi để các ngươi đi và có kết quả, hãy được đạo lượng. Amen. Xin Chúa ban phước cho chúng ta.